Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực tỉnh Long An chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ có xu hướng lấn tay nhẹ. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho tỉnh Long An. Thưa quý vị, trên địa bàn toàn tỉnh, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 80%, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Về tình hình thủy văn, mực nước khu vực phía Bắc lên do nước đổ về, mưa tại chỗ, dự báo ngày mai 22 tháng 8, mực nước ở các trạm chính như sau. Tại trạm Mộc Quá là 0,89m, tại trạm Tân Hưng là 1,38m, tại trạm Vĩnh Hưng là 1,27m và 1,67m là mực nước cao nhất được dự báo tại trạm Khương Điền B. Trong khi đó, tại trạm Vĩnh Đại, mực nước được dự báo thấp hơn, đạt mức 1,18m. Đối với khu vực phía Nam, mực nước lên theo kỳ triều cường rằm tháng 7 âm lịch, dự báo ở các trạm chính như sau. Tại trạm Tân An, mực nước cao nhất ngày mai là 1,18m, còn ở trạm Bến Lức là 1,38m. Trong ngày có khả năng xuất hiện đỉnh triều với khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ và 18 giờ đến 20 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ, khu vực này ngày nắng, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét và mưa đá, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 35 độ. Đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, khu vực này ngày nắng, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét và mưa đá, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ. Có bản tin là vừa dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.